Vậy thì với một cái trường hợp mà tính mạch kinh đo được trên siêu âm ở trên 2 là giãn rồi. Đó. Và khi giãn mạch kinh nó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng gì, nó sẽ gây có thể teo tinh hoàn dần dần. Thứ hai, nó có thể có cảm giác đau hoặc là tức hoặc là nóng tinh hoàn. Cái thứ ba, nó sẽ làm giảm hoạt động tinh hoàn sản xuất hormone testosterone. Vậy thì khi mà giãn mạch kinh lâu về dài ấy, nó sẽ làm tinh mạch kinh nó giữ ở mức độ giãn đó hoặc nặng lên chứ không bao giờ co lại được. Em phải hình dung nó giống như xăm xe máy xe đạp ấy. Nó đã giãn ra rồi thì không bao giờ co lại được. Và nó chỉ ở mức độ đó, hoặc nếu mà mình không điều trị tốt nó sẽ giãn lại, giãn nặng lên. Và lâu dài khi tinh mạch kinh giãn lâu ấy, nó sẽ gây làm cho tinh hoàn mình bị hoạt động trong nhiệt độ nóng. Và nhiệt độ nóng như thế làm cho tinh hoàn bị teo nhỏ dần và dẫn đến giảm sản xuất tinh trùng. Và nếu có sản xuất tinh trùng nó sẽ bị có nguy cơ bị bất thường hình dạng và chết trong nhiệt độ cao đó. Và lâu dài nữa nó ảnh hưởng đến khả năng hoạt động nội tiết nữa. Đấy thì hiện tại em là có giãn cả tinh mạch kinh hai bên. Và hiện tại bên trái em giãn nhiều hơn nhưng không có biểu hiện đau gì cả. Bên phải giãn ít nhưng lại có biểu hiện đau. Thì thông thường ấy, tại sao tinh mạch kinh như hai cái đổ về hai bên tinh mạch khác nhau ấy, thì tinh mạch kinh bên phải tỷ lệ mắc bệnh giãn mạch kinh bên phải khoảng 5% thôi, còn 95% là giãn bên trái. Đấy, thì của em bên trái là giãn rất điển hình. Vậy thì với trường hợp của em ấy thì mình sẽ tính phương án gì? Em về có thể vẫn có thể thả tiếp nhá, việc của em vẫn có thể thả quan hệ tự nhiên tiếp vì vòi trứng mở thông, tinh trùng mức độ trung bình. Thứ hai là sắp xếp để mổ cái tinh mạch kinh này sớm. Vì tinh mạch kinh này anh vừa nói nó không bao giờ co lại nữa mà nó chỉ ở mức độ này hoặc nó nặng lên. Và nặng lên đến một thời điểm nó teo tinh hoàn, tinh trùng nó sẽ kém dần đi. Đó. Và em về thả khoảng 3 tháng không có thì mình cũng phải thay đổi chiến lược. Vì người ta khuyến cáo là thả khoảng 1 năm tự nhiên, nếu không được mình phải có thể bơm tinh trùng, lọc rửa bơm tinh trùng hoặc nó có thể làm ai hết. Và trước khi làm những việc đó thì nên can thiệp phẫu thuật tinh mạch kinh để thắp lại nó lại thì nó không bị nặng lên. Cái này là mổ vi phẫu em ạ. Mình sẽ mổ đường mổ rất nhỏ, tầm 2 cm thôi. Mình sẽ bộc lộ cái thình tinh, thắt tất cả những tinh mạch kinh nó giãn. Và thứ hai là bảo tồn cái động mạch, bảo tồn cái bạch mạch và ống dẫn tinh.